Hoa hồng lệ phí vị trí, tức là mức hoa hồng được thiết lập sẵn cho một sản phẩm dịch vụ mà nhân viên được hưởng sau khi bán sản phẩm dịch vụ đó ra thị trường. Việc đầu tiên mà bạn cần làm đó chính là việc thiết lập tên sản phẩm dịch vụ với mức hoa hồng tương ứng của sản phẩm dịch vụ đó. Các bước cài đặt sẽ được thực hiện như sau. Bước 1, click vào biểu tượng răng cưa ở góc dưới bên trái ô thông tin hoa hồng lệ phí vị trí. Hệ thống sẽ hiển thị biểu mẫu danh sách, chọn thêm để tiến hành cập nhật dữ liệu. Bước 2, điền các thông tin vào biểu mẫu được hiển thị, nhập tên sản phẩm, dịch vụ, nhập số tiền hoa hồng nhận được tương ứng. Bước 3, chọn lưu, hệ thống sẽ cập nhật sản phẩm và tiền hoa hồng đó vào bảng danh sách. Các loại sản phẩm, dịch vụ và số tiền hoa hồng được thiết lập tương ứng sẽ hiển thị trong bảng với các trường thông tin như số thứ tự, tên sản phẩm, hoa hồng. Ở cuối mỗi dòng thông tin tương ứng sẽ là biểu tượng chiếc bút với vai trò chỉnh sửa và biểu tượng thùng rác với chức năng xóa. Trong trường hợp bạn muốn điều chỉnh hoa hồng hay tên sản phẩm dịch vụ thì sẽ nhấp chuột vào biểu tượng chiếc bút. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện điền thông tin, chỉnh sửa thông tin cần thiết và chọn lưu để cập nhật thông tin mới. Còn nếu muốn xóa thì sẽ chọn biểu tượng thùng rác, xác nhận thao tác và xóa thông tin về sản phẩm dịch vụ khỏi danh sách. Tương tự các thao tác trên, bạn sẽ tiến hành việc cài đặt các sản phẩm dịch vụ khác với mức hoa hồng nhận được tương ứng. Sau khi đã cài đặt xong các khoản hoa hồng với từng loại sản phẩm dịch vụ thì việc tiếp theo bạn cần làm đó chính là thêm nhân viên áp dụng cũng như những nhân viên được hưởng loại hoa hồng này. Việc thêm nhân viên sẽ được thực hiện theo các bước sau đây. Bước 1, chọn nhập nằm ở cuối ô thông tin hoa hồng lệ phí vị trí. Hệ thống sẽ đưa bạn tới giao diện hiển thị danh sách những nhân viên, nhóm nhân viên được nhận hoa hồng lệ phí vị trí. Bước 2, lựa chọn thêm hoa hồng ở phía góc trên bên phải để tiến hành thêm nhân viên nhận hoa hồng lệ phí vị trí. Biểu mẫu điền thông tin sẽ được hiển thị. Chọn tên nhân viên, nhóm nhân viên tương ứng. Chọn sản phẩm, chọn chu kỳ tương ứng với nhân viên, nhóm nhân viên được thiết lập. Nhập sản lượng theo ngày của nhân viên, nhóm nhân viên bán được. Click thêm doanh thu để thiết lập đúng số ngày và doanh thu từng ngày. Ghi chú, nhập ghi chú nếu có. Bước 3, chọn thêm hoa hồng, hệ thống sẽ lưu trữ dữ liệu mà bạn đã cập nhật thông tin. Những đối tượng được cập nhật sẽ xuất hiện trong danh sách hoa hồng cá nhân hay hoa hồng nhóm tùy theo diện cập nhật thông tin là nhân viên hay nhóm mà bạn thao tác. Hoa hồng cá nhân sẽ hiển thị danh sách những cá nhân, nhân viên được hưởng hoa hồng lệ phí vị trí này với việc tự tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ ra thị trường. Các cá nhân này sẽ được thống kê trong bảng với các trường thông tin như họ tên, chu kỳ áp dụng, sản phẩm, số lượng và hoa hồng được nhận. Dựa vào bảng, việc theo dõi, thống kê cũng như cập nhật thông tin về số hoa hồng lệ phí vị trí sẽ được thực hiện một cách đơn giản và dễ dàng hơn. Số tiền hoa hồng nhận được của cá nhân sẽ dựa trên số sản phẩm bán được và hoa hồng nhận được của sản phẩm đó là bao nhiêu. Cuối mỗi dòng thông tin của nhân viên tương ứng sẽ là biểu tượng chỉnh sửa và biểu tượng xóa. Để thực hiện việc chỉnh sửa thông tin hoa hồng lệ phí vị trí của nhân viên bất kỳ, bạn sẽ tiến hành click vào biểu tượng chiếc bút. Pop-up điền thông tin sẽ được hiển thị, tiến hành chỉnh sửa thông tin cần thiết và chọn lưu hoa hồng để cập nhật thông tin mới. Còn nếu muốn xóa thông tin của nhân viên nào thì bạn chỉ cần chọn biểu tượng thùng rác, xác nhận thao tác và việc xóa sẽ được tiến hành thành công. Việc lọc và tìm kiếm nhân viên sẽ được thực hiện nhanh hơn với thanh search được cung cấp bên trên. Bằng cách chọn thời gian, chọn tên nhân viên, hệ thống sẽ trả lại kết quả tương ứng dựa trên thao tác tìm kiếm mà bạn đã thiết lập. Tìm kiếm theo thời gian, chọn tháng, chọn năm, tìm kiếm theo tên, chọn tên. Hoa hồng theo nhóm sẽ hiển thị danh sách các nhóm được nhận hoa hồng lệ phí vị trí đã được cập nhật thông tin. Các nhóm được xây dựng trong bảng với các trường thông tin như tên nhóm, chu kỳ, sản phẩm, số lượng, hoa hồng nhận được và ở cuối sẽ là tùy chỉnh với hai biểu tượng chỉnh sửa, xóa. Việc chỉnh sửa thông tin của hoa hồng nhóm là rất cần thiết bởi đây sẽ là bước thiết lập phần trăm hoa hồng của mỗi thành viên trong nhóm, dựa vào đó để tính được số tiền hoa hồng nhận được của mỗi người sau này. Nhấp chuột vào biểu tượng chiếc bút ở dòng thông tin của nhóm tương ứng, pop-up điền thông tin sẽ hiện ra. Nhập phần trăm hoa hồng của mỗi thành viên trong nhóm, chỉ cần điền số, không cần điền ký hiệu phần trăm. Có thể chỉnh sửa thông tin như sản phẩm, sản lượng theo ngày để cập nhật con số chính xác nhất. Chọn lưu cài đặt để hệ thống cập nhật thông tin mới. Số tiền hoa hồng của mỗi thành viên trong nhóm sẽ được tính dựa trên phần trăm hoa hồng của mỗi người so với số tiền hoa hồng mà cả nhóm nhận được. Nếu như muốn xóa nhóm bất kỳ khỏi danh sách quản lý theo dõi nhóm hưởng hoa hồng lệ phí vị trí thì chỉ cần click vào biểu tượng thùng rác, xác nhận thao tác, xóa là nhóm đó sẽ biến mất khỏi danh sách được cập nhật. Để lọc và tìm kiếm nhanh nhóm nhận hoa hồng lệ phí vị trí thì bạn có thể sử dụng thanh search được cung cấp ở phía trên bảng danh sách. Các thanh search về thời gian, chọn tháng, năm
và tên, chọn hoặc nhập tên sẽ giúp bạn thực hiện việc lọc theo thời gian hoặc tìm kiếm thông tin nhóm bất kỳ nhanh chóng hơn. Tổng hoa hồng tiền lợi nhuận sẽ là bảng quản lý và theo dõi tổng hoa hồng tiền lợi nhuận của những nhân viên được hưởng, bao gồm cả danh sách cá nhân và danh sách nhóm. Tuy nhiên, bảng thống kê sẽ thống kê theo từng cá nhân, những nhân viên vừa hưởng hoa hồng lệ phí vị trí ở dạng cá nhân và nhóm sẽ được hệ thống tính toán và cập nhật tổng số tiền hoa hồng nhận được ở mục này. Bảng danh sách được xây dựng với 3 thông tin cơ bản là họ tên, chu kỳ và tổng tiền. Dựa vào đây, công ty, doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý có thể biết được số tiền hoa hồng lệ phí vị trí của mỗi nhân viên trong tháng nhất định là bao nhiêu. Thanh sort ở phía trên sẽ giúp bạn lọc danh sách nhân viên hưởng hoa hồng lệ phí vị trí theo tháng nhất định khi lựa chọn tháng năm tương ứng. Còn muốn xem nhanh thông tin hoa hồng của nhân viên nào thì chỉ cần chọn hoặc nhập tên nhân viên trong thanh sort tương ứng, hệ thống sẽ trả lại kết quả ngay sau đó. Nhấp chuột và quay lại để trở về giao diện cài đặt hoa hồng ban đầu.